Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình livestream thẩm mỹ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Và tôi đang có mặt tại phòng tái khám và thay băng cắt chỉ và cùng các bạn thực hiện livestream cho combo 3 dịch vụ cắt mí Hàn Quốc, nâng mũi Lipton S 5D và độn cằm V-Line ạ. Khách hàng của chúng ta là bạn Đinh Quang Đạt, top 3 Việt Nam Idol 2016 và bạn ấy đã đến đây cắt chỉ sau 7 ngày thực hiện dịch vụ. Và chúng ta hãy cùng tiến đến gần hơn để theo dõi quá trình cắt chỉ đang diễn ra như thế nào nhé. Hiện tại thì điều dưỡng đang tiến hành cắt chỉ cho Quang Đạt và chỉ còn một vài thao tác nữa thôi là kết thúc quá trình này. Và các bạn hãy chờ một chút nhé, thì một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chiêm ngưỡng và so sánh hình ảnh trước sau phẫu thuật của Quang Đạt nhé. Với 3 dịch vụ là cắt mí, nâng mũi và độn cằm thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện một lần và nghỉ ngơi tại viện để hồi phục sức khỏe rồi ra về các bạn nhé. Như vậy là quá trình cắt chỉ của khách hàng đã tiến hành xong rồi và các bạn có thể thấy là sự thay đổi rất là khác biệt đúng không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút với Quang Đạt nhé. Chào Đạt, Đạt có thể chia sẻ cảm giác của mình khi điều dưỡng tiến hành cắt chỉ không? Không đau như mình tưởng. Trước đấy thì mình bản thân mình là một người rất là sợ đau. Thì khi mà có những cái động tới dao kéo hay là những cái gì mà được sắc nhọn hay là khá là máu chẳng hạn, mình bản thân mình rất là sợ. Nhưng mà rất may là mình đoán là những cái thao tác này nó không quá phức tạp, các chị cũng khá là nhẹ tay, khá là dịu dàng với cả những cái vết thương của mình, chứ không cảm thấy đau lắm. Đạt có thể chia sẻ với tất cả mọi người về cảm nhận trước, trong và sau quá trình phẫu thuật của mình không? Trước khi phẫu thuật thì khá là, khi mà có ý định phẫu thuật thẩm mỹ trước đó khoảng 1 tháng thì mình cũng đã mất khoảng 1 tháng. Thực ra là cũng đã mất rất là nhiều thời gian trước đó để chuẩn bị tinh thần. Thì tinh thần thì khá là lo lắng, tại vì lo lắng không phải là giống như kiểu là mình sẽ mua một chiếc áo mới, mình mặc chiếc áo mới rồi thì nếu không thích thì có thể thay lại chiếc áo cũ, mà có thể là mình sẽ thay đổi hoàn toàn cái ngoại hình của mình và không còn là cái khuôn mặt trước của mình nữa, cho nên là mình rất là căng thẳng, rất là đấu tranh với cái vấn đề đấy. Và sau khi mà lên vào phẫu thuật thì mình không biết là mọi người làm một bộ phận hay hai bộ phận trên khuôn mặt thì thế nào, nhưng mà đối với mình thì 3 bộ phận trên khuôn mặt. Thì sau khoảng 2-3 ngày đầu thì rất là khó khăn cho mình trong cái việc mà sinh hoạt rồi đi đứng rồi nhiều những cái thao tác khác. Những cái vấn đề đấy thì mình đều phải nhờ đến mẹ mình trợ giúp mình vào những ngày đầu. Thì hôm nay đến là ngày thứ 7 rồi thì mình cảm thấy mọi thứ khá là ok. Và chúng ta hãy cùng so sánh lại một lần nữa hình ảnh của Đạt trước và sau khi phẫu thuật nhé. Đây là hình ảnh trước phẫu thuật. Như bác sĩ phân tích thì phần mí mắt là hai bên mí không đều nhau. Một mí đã có nhưng mà tình trạng là mí lót và một mí là hoàn toàn là không có. Phần mũi thì có hơi gồ một chút, cũng như là phần sống mũi thì khá là thấp. Ngoài ra phần cằm thì có tình trạng là phần lẹm, cũng như là có khuôn mặt thì có hơi lệch một chút đấy ạ. Và sau khi phẫu thuật đấy ạ, đã hoàn toàn thay đổi không các bạn? Mí mắt thì hoàn toàn tự nhiên và đều nhau phải không ạ? Dáng mũi đã được nâng cao rõ rệt và nhìn ở góc thẳng hay là góc nghiêng thì đều rất là đẹp. Còn phần cằm thì được kéo dài ra tạo sự cân đối cho khuôn mặt phải không ạ? Hiện tại thì tôi đã thấy là khuôn mặt của Đạt rất là đẹp trai và rất là tây rồi đấy ạ. Chúng ta cùng so sánh lại một lần nữa nhé. Đây mới chỉ là 7 ngày sau phẫu thuật và chắc chắn là sau khoảng 1 tháng nữa đến tái khám thì khuôn mặt của Đạt sẽ thay đổi hơn rất là nhiều. Và hiện tại phần mí mắt cũng như là phần mũi và phần cằm còn hơi sưng một chút. Bởi vậy mà trông vẫn chưa hoàn toàn là tự nhiên. Và chắc chắn là sau khoảng 1 tháng nữa thì Đạt đến tái khám thì chúng ta sẽ nhìn thấy một diện mạo mới của Đạt đấy ạ. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về các dịch vụ làm đẹp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì có thể comment ngay tại đây nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp cho các bạn, cũng như là dành tặng cho các bạn những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn ạ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.